Chào mừng quý khán thính giả đang theo dõi kênh Cáo Vàng Media. Trong chương trình audiobook hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn chương đầu tiên của bộ tiểu thuyết Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Được thực hiện bởi giọng đọc trí tuệ nhân tạo AI do trái thị vàng sản xuất. Sau đây, mời quý khán thính giả lắng nghe nội dung câu chuyện. Chương 1, Mộng Sao Khuê, Trung Lương Xuống Thế, nỗi Trận Sắm, Hồ Ly Lánh tay Tại tỉnh Giang Nam, Phủ Lưu Châu, huyện hiệp phi thôn bao gia có một vị viên ngoại họ bao tên hoài nhà rất giàu tính hiền hậu gá nghĩa với viện quân châu thị ông bà sớm sinh được hai trai bây giờ đã trưởng thành người con cả tên bao sơn đã có vợ là vương thị người em là bao hải cũng đã có vợ là lý thị vợ chồng bao sơn mới được một con trai vừa đầy tháng vợ chồng bao hải thì chưa bao sơn là người trung hậu thành thực chính trực vô tư lại kết đôi với vương thị là người đức hạnh đoan trang còn bao hải thì bạc ác, gian hiểm hiểm, thêm vợ là lý thị tâm địa cũng không đoan chính. Nhưng may viên ngoại khéo thu xếp gia đình, nên cả nhà đều chiều chuộng lẫn nhau, dưới trên hòa thuận mà vui với nghiệp ruộng nương. Châu viện quân, vợ viên ngoại, tuổi đã 50 mà còn chữa. Viên ngoại nghĩ rằng nhà đã có con có cháu đủ rồi, nếu sinh thêm càng bận, lại lo viện quân tuổi cao sức yếu, không chịu được đau đớn khi sinh đỡ, và nhọc nhằn lúc cho bú mớm. Vì vậy mà thường thường chẳng vui Ngày kia viên ngoại ngồi một mình trong thư phòng Đường phân vân nghĩ ngợi Thì thấy trong mình mệt mỏi lắm Rồi đôi mắt lần lần sụp mi Chợt mơ màng thấy trên không mây lành bao phủ Khí tốt nghi ngút Từ xa có một làn hồng quang xẹt tới Rồi xa xuống một vật kỳ quái Đầu mọc hai sừng Mặt xanh tóc đỏ Miệng rộng răng to Tay trái sách nghiêng bạc Tay phải cầm bút son Nhảy nhót múa mây Tới trước mặt Viên ngoại thấy vậy sợ sệt vô cùng, la to lên một tiếng, tỉnh ra lại giấc chim bao. Bụng còn hồi hộp, tâm lý đương ngẩn ngơ, thời con hầu xô cửa bước vào. Thưa rằng, bẩm viên ngoại, bà vừa sinh được công tử, nên con vào cho hay tin mừng. Viên ngoại nghe qua đã chẳng vui, lại thở dài, ngồi sững dây lâu rồi đằng hắn và than rằng. Thôi rồi, nhà ta đã chẳng may mới sinh giống yêu ta, đó là oan gia đã đến nói rồi đứng dậy đi lững thững vào trong, hỏi thăm sơ sài ít câu, rồi cũng quay lại thư trai, không hề nhắc nhở tới đứa bé mới đẻ. Vợ bao hải là Lý Thị, đỡ đần cho viện quân sinh, xong rồi chạy hơ hải về nhà mình, thấy chồng ngồi đừ trong ấy thì lấy làm lạ hỏi rằng, má mới sinh được một em trai, mình có biết hay không? Bao hải đáp, cũng chính vì sự đó mà tôi bực mình đây. Mới rồi, cha kêu lên thuộc chuyện chim bao quái dị, rằng có một người mặc xanh tóc đỏ, tự trên trời nhảy xuống vừa tỉnh giấc ra thời má sinh đứa nhỏ ấy liền nếu suy nghĩ kỹ thì thật là điềm không tốt đó lý thị nghe vậy bèn nói phải vậy thì tính thế nào chớ để nó ở trong nhà sau này báo hại chẳng ít người xưa hay nói yêu tin vào nhà người chết của hết lời đó nghiệm có thật nay sao mình không bàn với cha đem quang phức nó ra nơi đồng trống rừng hoang cho khỏi tai vạ về sau bao hải gật đầu bưng bã vào ra mắt viên ngoại, nói lại với ông. Viên ngoại cũng bằng lòng dặn rằng, việc này ta giao ấy lo liệu thế nào. Xong thời thôi. Bao hải trở lại nói phao rằng công tử đã chết, mới dùng đệm hư giỏ rách, bảo vợ gói đứa bé lại in mang lên núi Cẩm Bình. Lên tới nơi có một đám cỏ rậm, bèn để xuống định để mặc đứa bé đó, bỗng thấy hai điểm sáng trong chỗ rạp rạp rọi ra, đó là cặp mắt của một con cọp rất lớn đương chầm chầm ngó tới. Bao hải thấy vậy hồn vía lên mây, không xem trước nhắm sau, túm cả gói liện phát vào, rồi đâm đầu chạy miết về nhà, vừa run vừa nói. Cọp cọp, cọp bắt ta rồi. Lý thị vội vàng hỏi rằng, mình làm gì vậy, cọp ở đâu? Bao hải đem việc gặp cọp thuật lại, Lý thị nói, nếu vậy bây giờ đứa bé ấy có lẽ cọp đã ăn mất rồi. Bao hải gật đầu đáp phải. Hai vợ chồng đương chuyện vãn trong nhà, ai về vương thị, vợ bao sơn, đi ngang qua nghe rõ đầu đuôi nghĩ thế là quá tàn nhẫn trở về ngồi khóc thúc thích mãi bao sơn ở ngoài đi vào thấy vậy gạn hỏi nguyên do vương thị nói lại bao sơn không tin nói rằng không lẽ có chuyện đó vì ai dẫu là người không có lương tâm tưởng cũng không thể làm như vậy muốn tường gốc ngọn chờ tôi lên núi cẩm bình đó kiếm thử coi nói rồi bao sơn đi liền tới nơi thấy vùng cỏ rậm bèn bước lần quanh chỉ thấy một cái giỏ rách, chớ không có gì khác. Trong bụng hồ nghi là đứa bé đã bị cọp ăn, song bao sơn cũng gượng đi tới ít bước nữa, liền thấy có một đứa bé mặt đen như sơn, mình đỏ như son, nằm ngò ngoe trên đám cỏ. Bao sơn mừng rỡ khôn xiết, cởi áo bọc đứa bé vào lòng, đi riết về nhà trao lại cho vợ. Vương thị ẩm đứa bé vạch vú cho bú, còn bao sơn cũng lẫn quẩn một bên, rờ rẫm vuốt ve, rồi nói với vợ rằng, này tuy đem được chú ba về nuôi đó là việc may, nhưng trong nhà ta tự nhiên có hai đứa nhỏ, người ngoài biết được chắc không khỏi nghi ngờ. Vương Thị đáp, phải, vậy tốt hơn là bây giờ đem con mình gửi cho người khác nuôi, để một mình tôi thông thả nuôi chú ba mới được. Bao Sơn nghe nói vừa lòng lắm, bèn đem con gửi cho vợ chồng Trương Đắc Lộc nuôi hộ. Hai vợ chồng người này mới bỏ đứa con vừa đầy tháng, người bù sữa căng, nay được Bao Sơn cậy nuôi con thì vui lòng vân chịu. Ngày tháng thoi đưa, sáu lần đông qua xuân tới, bao công, tên đứa bé bị bỏ trên núi mà bao sơn đem về nuôi, đã được 7 tuổi, kêu anh ruột chị dâu, vợ chồng bao sơn, bằng cha mẹ. Vợ chồng bao sơn gọi chú bé là hát tử. Bữa nọ là lễ sinh nhật của châu viện quân, vương thị qua bái thọ mẹ chồng, có dẫn hát tử theo. Khi làm lễ xong, hát tử chạy tới trước mặt bà nội, quỳ xuống lạy ba lạy rất đổi cung kính. Viện quân thấy vậy ẩm vào lòng, nựng điệu và nói, ta nhớ 6 năm trước có sinh một trai. Thương thay, lúc ta mê mang thời nó đã chết, còn sống thì năm nay cũng bằng thằng cháu này. Vương thị dòng quanh không thấy ai liền quỳ xuống bẩm rằng, bẩm mẹ, xin tha lỗi cho con, đứa nhỏ thật là con của mẹ đẻ ra, vì con thấy mẹ tuổi cao, nuôi bú cực nhọc. Nên lén đem về nhà phụng dưỡng mà không e hay Đây nhân mẹ nhắc đến Con không dám giấu Vậy xin thưa ngay mẹ rộng lòng dung thứ. Châu viện quân nghe nói lật đật đỡ vương thị dậy và nói, trẻ mà được con nuôi, Ơn ấy ra dày, nhưng còn con của con bây giờ ở đâu? Vương thị thưa, dạ con đã gửi cho người khác nuôi rồi. Viện quân sai kêu con của bao sơn về, xem hai đứa hình dáng chẳng khác nhau bao nhiêu, liền mời viên ngoại tới, cả nhà xúm nhau nói chuyện ấy. Bây giờ hát tử gọi vợ chồng viên ngoại là cha mẹ và kêu vợ chồng bao sơn là anh chị. Viện quân thương hát tử lắm, lại kêu tên riêng là Tam Hắc. Ba năm sau, bao công đã được 9 tuổi. Vợ chồng bao hải cũng quyết làm sao giết cho được mới nghe. Một hôm bao hải lại nhà viên ngoại nói dèm rằng, Thưa cha, nhà chúng ta vốn lấy cần kiệm làm gốc, nay chú ba đã 9 tuổi đầu, không phải nhỏ nhất gì, mà thả chơi bời leo lỏng vậy xin cho nó đánh đọ với lũ một đồng hay là bầu bạn với con của lão châu là thằng trương bảo nhi đi chăn trâu một là tập cho quen hai là khỏi tốn cơm ăn rồi ngồi không vô ích viên ngoại nghe theo lời đem bàn chuyện đó với vợ châu viện quân cũng bằng lòng bèn giao bao công cho lão châu sai khiến từ đây bao công bầu bạn với trương bảo nhi khi lùi châu dây ra mé sông khi lại đuổi ra khỏi cổng làng hay lên núi cẩm bình thả cho ăn một bữa nọ bao công lùa trâu tới núi cẩm bình bỗng đâu mây mù sắm nổ biết trời sắp mưa to liền chạy vào miếu cũ trong hẻm núi để trú mưa ào ào sét nổ rầm rầm đất rung cây đổ bao công ngồi xếp bằng tròn trên ghế hồi lâu chợt nghe có người ở phía sau bước tới ông chặt lưng mình liền quay đầu ngó lại thấy một đứa con gái mặt mày hơ hãi, có vẻ sợ sệt khá thương bao công nói thầm rằng không rõ con nhà ai, song chắc là vì sợ sấm sét nên chạy vào núp. nghĩ vậy nên bao công lấy áo đắp cho. mưa càng to, sấm càng dữ, đôi ba giờ mới tạnh. mây tỏ trời trong, bao công nhìn lại bên mình thấy đứa con gái đã biến đầu mất. bao công không để ý gì tới, vội vã ra kêu trương bảo nhi cùng nhau lùa trâu về. về tới đầu cổng làng, bao công gặp đứa ở của lý thị là thu hương, tay bưng dĩa bánh đưa bao công mà nói rằng. Mợ Hai bảo tôi bưng bánh đầy ra cho cậu ăn lót lòng. Bao Công nói, "Phiền em về thưa lại với chị Hai nói ta cảm ơn lắm." Nói đoạn thò tay cầm bánh muốn ăn, ai dè tay rung mạnh, làm cái bánh rơi xuống đất, vừa cúi lượm, có con chó ở đâu bỗng chạy lại tha đi. Trương Bảo Nhi đứng một bên xem thấy tiếc lắm, muốn chạy theo giật lại, Bao Công cản mà rằng, "Bánh đã bị chó ngậm vào miệng rồi, dẫu có lấy lại ăn cũng không được, thôi bỏ đi, lùa trâu về nghỉ tốt hơn." Dứt lời, chúng hẹn nhau lùa trâu về chuồng. Tới nơi, Bảo Nhi vào trước mở cổng, thấy con chó nằm dưới đất. Máu trong mũi, miệng, tai, mắt đều chảy ra bèn la toán lên. Bao công cũng chạy vào xem. Bao công lấy làm lạ nói, chắc là con chó trúng độc, xong không biết ăn phải vật gì. Trương Bảo Nhi nghe nói xong vội kể rằng, chắc là nó ăn bánh mà chết. Mới hồi nãy con thu hương đem bánh của mợ hai gửi cho cậu ba, không may bánh bị rơi. Con chó này ăn hổn, nên bây giờ chết quẻo cổ cờ chứ gì. Lão Châu nghe nói hiểu ngay, bèn kêu bao công vào nhà, thầm thì dạy bảo, từ nay về sau, mợ hai có ấn chi, mượn làm chuyện gì, cậu phải để ý dày dặt, kéo lại mắt mưu độc nữa. Bao công vân dạ và lộ vẻ buồn bã vô cùng. Cách lâu lâu, Thu Hương sang nói với bao công rằng, Lý Thị Sai mời có chuyện cần. Bao công tin thật theo nó qua nhà, lý thị giả bộ niềm nở vui cười bảo rằng hôm qua con thu hương ra sau vườn vô ý làm rớt cây trâm xuống giếng nếu mà má hay được chắc tôi không khỏi bị mắng muốn mượn người khác mò e giếng hẹp khó xuống chỉ có chú vóc nhỏ mình nhẹ có thể giúp tôi được song chưa biết chú ưng hay không bao công đáp chuyện đó khó gì tôi mò giúp cho lý thị nghe nói rất mừng bèn kêu thu hương lấy một sợi dây đi với mình và bao công ra sau vườn tới giếng bao công lấy dây quấn vào lưng tay bám miệng giếng bảo lý thị và thu hương nắm mối trên và lần lần thòng xuống vừa được nổi chừng lý thị buông tuốt sợi dây bao công bị rơi xuống rất mạnh thẳng tới đáy giếng nhưng may là cái giếng khô hoặc có thần nhân phù hộ chứ giếng có nước nên lý thị mới mưu hại cho chết chìm bao công bây giờ mới rõ mưu gian của chị dâu mình hối hận vô cùng trách mình sao không nghe lời lão châu để đến nỗi mang họa nhưng việc đã lỡ rồi, đương ở dưới giếng sâu làm sao ra khỏi. Trong khi lo nghĩ bỗng thấy trước mặt có một chỗ sáng. Bao công không hiểu là cái gì, bụng tưởng là bóng kim xoa chiếu ra, cũng chưa hết tin, bèn rờ rờ đi tới, lại thấy bóng sáng đó nới ra một đổi xa, cứ việc bước theo, càng theo càng thấy xa. Bao công đã lấy làm lạ sao trong giếng lại có đường sáng như vậy, gắn hết sức đi, chừng một dặm điểm sáng ấy không động nữa. Bao công bước lại gần xem té ra là một mảnh gương cũ, cầm dây qua trở lại, sông tối quá soi không được rõ, chỉ biết có hơi lạnh ở dưới đất sông lên, làm cho cả mình đều lạnh. Bây giờ bao công mới ngẩng đầu lên, thấy trước mặt có chỗ sáng, liền cầm luôn mảnh gương ấy đi lại, hóa ra đó là cái hố ở sau vách hè. Bao công nghĩ rằng, ai có về cái giếng ấy lại thông với hố này, thôi ta về luôn không cần trở lại. Nghĩ vậy bao công liền leo lên đi thẳng tới nhà bao sơn vào ngồi im, không nói với ai một tiếng gì. Vương Thị thấy vậy hỏi, chú ba ở đâu lại đây mà buồn rầu vậy, hay là ai chọc ghẹo gì chăng? Bao công đem việc xuống giếng, nhất nhất thuật lại, Vương Thị nghe nói rất đổi bất bình, song chỉ có khuyên giải bao công cho bớt buồn bã, và dặn từ nay về sau có chuyện gì phải để ý dè dặt. Bao công miệng dạ dạ, tay lần túi móc một mảnh gương cũ giao cho Vương Thị và nói, gương này tôi lượm được dưới giếng, xin chị làm ơn cất giúp đừng bỏ bậy mà lạc mất dặn rồi đi ra vương thị ngồi một mình than thở căm giận vợ chồng bao hải lắm vương thị đương than thở bao sơn ở ngoài đi vào vương thị đem việc vừa rồi thuật lại cặn kẽ bao sơn lắc đầu nói không có lẽ như vậy đừng có tin lời chú ba thôi để mai tôi gọi nó về bên này cho khỏi sinh chuyện rầy rà quấy quá tuy ngoài miệng bao sơn nói vậy mà trong bụng vẫn biết tính tình bao hải và những việc trước kia rồi song phận làm anh biết sao làm thinh cũng ngạc Nói ra em mất tình anh em Ít lâu sau Bao Sơn nói với Vương Thị rằng Ta xem tướng chú Ba chắc không phải người thường Và lại thêm có nhiều chuyện xảy ra Lạ lùng như vậy Không biết chừng sau này vinh vang lắm Ta với chú hai triệu dốt đã đành Không lẽ bây giờ để cho chú ba Đi theo đường ấy nữa Ý tôi muốn rước thầy dạy nó học May sau này nên thân Thời nhà ta may mắn lắm Mình nghĩ thử coi được hay không Vương Thị nghe nói gật đầu đáp rằng, thiếp rất bằng lòng, xong việc ấy còn phải thưa lại với cha mới được. Hôm sau rảnh công việc, Bao Sơn tới hậu viên ngoại thuật rõ ý mình. Viên ngoại bằng lòng lắm. Bao Sơn liền trở về, do hỏi khắp xóm cùng làng, tìm thầy rước cho em học. Trong làng nghe đồn Bao Sơn đón thầy, kể chỉ đầu nọ người mắt đầu kia. Sau nghe ninh lão tiên sinh là người học giỏi đức tốt, Bao Sơn tới xin ra mắt, tỏ ý mình khẩn cầu. Ninh lão cũng vui lòng ưng thuận. Đến ngày nhập học, bao công cùng bạn đồng xong là bao hương vào lễ thánh tổ, rồi ra lễ lão sư, từ đó bắt đầu chuyên lo việc học. Thật là, văn chương tô điểm kẻ anh tài. Lễ nhạc đúc rèn người tướng kiệt.